Chào mọi người, một buổi tối và chào buổi sáng anh Ken, chào các bạn. Thì hôm nay thì bên cạnh Chris và anh Charlie thì đang ở Việt Nam, thì hôm nay chúng ta cũng có anh Ken hiện giờ là đang tham gia vào buổi livestream của chúng ta từ Mỹ, nên mình phải chào chào buổi sáng với anh Ken. Rồi, chào mọi người. Trước hết thì mình xin giới thiệu mình là Chris, và trong cái livestream của chúng ta thì có thêm anh Charlie Nguyễn và anh Kendrick Nguyễn. Thì đây là cái tập đầu tiên trong cái chuỗi series mà tiền tỷ T của Page đầu tư cùng Republic, mà anh Kendrick ở đây là founder và CEO, cũng như cái tên rất là gọi là giản dị của cái tên là tiền tỷ T. Thì hôm nay trong cái series đầu tiên này thì Chris sẽ cùng với anh Charlie và Kendrick sẽ nói chuyện về một cái topic đang khá là hot trong cái thời gian gần gần đây, đó là chủ đề blockchain và NFT. Qua những cái cuộc trao đổi với anh Kendrick và anh Charlie thì Chris được biết là cả hai anh đều là những cái người rất là máu me và rất là thích gọi là công nghệ blockchain, và thậm chí là tiền crypto hoặc là những cái công nghệ mà đi song hành với lại những cái công nghệ này. Thì hôm nay chúng ta ba anh em chúng ta thì giống như là đi nhậu cùng với nhau và ngồi tỉ tê và chia sẻ về những cái góc nhìn của mình về cái chủ đề này. Và trước hết, để trước khi đi vào trong cái nội dung trao đổi của chúng ta, và trong chương trình cũng sẽ có một số cái câu hỏi mà bữa giờ các bạn trong ban tổ chức của tiền tỷ T đã collect từ các khán giả, thì chắc trước hết là chắc sẽ là mời anh Charlie với lại Kendrick sẽ giới thiệu sơ sơ về bản thân của mình. Chắc là anh Charlie, em biết là anh, chắc là ba anh em là anh lớn nhất, nhưng mà chắc là để em nhường cho anh Kendrick là đang ở xa 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 quê nhà nhất, để ảnh giới thiệu về anh trước. Rồi chắc là em mời anh Ken, anh em mời anh Ken à. Cảm ơn anh Chris, chào anh Charlie, và cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà vào nói chuyện chung với cùng chúng tôi, và hy vọng rằng mọi người có một cơn dịp ở nhà một thời gian cũng được thoải mái, và hy vọng rằng cái cơn dịch này nó cũng đi qua một cách nhanh chóng. Mình là CEO và founder của sàn đầu tư Republic. Republic có một cái niềm tin rằng mọi người, bất luận là ở trên thế giới hay ở đâu, giàu hay nghèo, đều nên bỏ một ít tiền vào những cái thứ, những cái công nghệ, những cái thương mại mà mình tin tưởng. Và blockchain đó là một cái công nghệ mà sẽ ảnh hưởng về xã hội con người rất lớn. Vì vậy cho nên là cái đấy là một cái phần hoạt động khá là lớn của cái sàn đầu tư Republic của mình, và rất là hân hạnh được có ngày hôm nay để mà tham gia cái câu chuyện, nói chuyện của các anh em chúng mình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Ken. Và mời anh Charlie, anh giới thiệu sơ sơ về bản thân mình ạ. Charlie cũng xin chào hai bạn. Mình là một hồi xưa là một đạo diễn và một biên kịch. Gần đây thì mình đã tham gia nhiều vào lĩnh vực sản xuất. Và khi mà tham gia vào lĩnh vực sản xuất thì là mình phải đóng cái vai trò là phải gánh vác cái việc đầu tư cho một bộ phim. Cho nên là bắt đầu mình phải suy nghĩ cả hai lĩnh vực, là một bên là nghệ thuật, một bên là thương mại. Mình đã làm mười mấy bộ phim trong trong vòng 20 năm về trong sinh hoạt trong lĩnh vực điện ảnh, và đã làm từ ở Mỹ và nhiều 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 nước. Và hiện tại thì đang phát triển rất là nhiều dự án ở Việt Nam. Thì mình cái thời điểm mà mình bắt đầu làm phim á, thì lúc đó tất cả đều là analog, chưa có digital, thậm chí chưa có internet nữa. Tức là quay bằng phim nhựa, rồi phải đi rửa, rồi in sáng, rồi vân vân. Và mình đã chứng kiến cái sự chuyển dị giao từ cái thời đại analog qua cái thời đại digital, và bây giờ là trong trong điện ảnh, như là mọi người đã biết là tất cả đều là digital hết, là từ quay phim cho đến vận hậu kỳ đều là digital hết, là chuyển biến. Và ngày xưa lúc mà mình đi học thì mình vẫn đi học về, trước khi đã học học điện ảnh thì mình học về về computer, nói cho nên mình cũng rất là cũng như là hứng thú với công nghệ.
Và bây giờ thì mình đang thấy là mọi thứ đang chuyển hóa qua một cái công nghệ mới nữa, và từ xưa analog qua digital, bây giờ digital nó qua một cái giai đoạn mới nữa, đó là cái công nghệ của blockchain đó. Và mình thấy nó quá tuyệt vời, và mình nghĩ là trong tương lai là blockchain sẽ thay đổi hết tất cả thế giới. Đây là mình nói là trong tất cả mọi lĩnh vực, và không riêng về lĩnh vực điện ảnh. Đó là lý do mà mình rất là luôn luôn là theo dõi cũng như là cập nhật tất cả những cái thông tin tức mới liên quan tới cái công nghệ blockchain, và làm sao để đưa nó vào và ứng dụng trong điện ảnh. Và anh Chris, Chris là đã từng trong cái hoạt động trong cái industry blockchain ở Việt Nam và ngoài Việt Nam rất là lâu. Vậy Chris có thể share là bạn đang nghiên cứu và build về cái phía nào không ạ? Cảm ơn Ken. Thì thật ra đợi mãi không thấy anh Charlie share về cái câu chuyện là làm sao mà Chris với anh Charlie gặp nhau. Thì anh Charlie vừa mới share một cái góc độ là từ một người rất là đam mê vấn đề làm phim, thì vào một ngày đẹp trời thì Chris với anh Charlie gặp nhau ở ngoài đường. Thế thì anh Charlie thì anh hình dung được một số cái vấn đề, một số cái problem hoặc là một số cái trăn trở của ngành điện ảnh, của ngành entertainment nói chung. Thì giống như anh Ken cũng nói đó, thì Chris thì có một thời gian hoạt động ở ngành blockchain chắc cũng phải được 4-5 năm, cũng đồng cái thời điểm mà anh Kendrick là bắt đầu mua Bitcoin vào khoảng 2017. Thì ý tưởng nó gặp nhau và nó giao nhau, thì hiện giờ Chris với lại anh Charlie là đang có cùng co-found một cái dự án có tên là Farm Central. Thì nó cũng hơi giống cái Republic của anh Ken một chút xíu về góc độ về là trợ giúp cho các cái dự án tốt, gọi là tìm kiếm những cái nguồn đầu tư cho họ. Thì Chris và anh Charlie hiện tại đang có mong muốn là sử dụng công nghệ blockchain, sử dụng công nghệ tokenization để mà giúp cho các cái dự án về entertainment họ, thứ nhất là họ tiếp cận được các cái nguồn vốn tốt hơn, và thông qua cái hình thức mà công nghệ blockchain, Farm Central có thể connect tất cả các cái dự án entertainment trên thế giới và của Việt Nam với lại cái community ở một cái góc độ nó lớn hơn á. Thì anh Ken cũng đã biết rồi, thì công nghệ blockchain thì gần như là nó không biên giới. Cái chuyện mà một người đầu tư ở bên Mỹ hoàn toàn họ có thể đầu tư vào một bộ phim rất là hot ở thị trường Việt Nam, ví dụ như vậy. Thì cái này cũng là một cái passion rất là lớn của anh Charlie, và nhiệm vụ của Chris bây giờ là phải hỗ trợ anh Charlie tốt nhất trong cái câu chuyện là làm sao để build được một cái solution và nâng tầm, dùng chữ chính xác của anh Charlie là nâng tầm của cái ngành điện ảnh ở Việt Nam thông qua công nghệ và cái những cái mô hình mới. Hồi nãy không ấy không chưa bắt cái cầu qua Chris, tại vì nè mình nghĩ là mình chỉ là giới thiệu thôi, và cái chủ đề nó là NFT cho nên mình chưa dám bắt cái cầu qua và nói về Farm Central, tức là cái dự án riêng của tụi này đó. Nhưng mà sẵn Chris nói thì mình cũng tiếp theo cái lời của Chris, tức là mình vẫn nghĩ là nếu như mà áp dụng được cái công nghệ blockchain vào trong tất cả các lĩnh vực, và đặc biệt là trong cái lĩnh vực điện ảnh, thì nó sẽ giúp được cái gì, nó giúp chúng ta được cái gì, và nó làm sao để nó hỗ trợ cho cái công việc sản xuất cũng như là nhà làm phim, để mà có thể tránh được những cái rủi ro không cần thiết, và thứ hai nữa là nâng cao cái chất lượng làm phim của tác phẩm đó. Và khi mà anh em gặp nhau á, lúc mà bàn á, thì nó có quá nhiều thứ, quá nhiều cái điều hay và thú vị. Tất nhiên là cái khối lượng công việc nó rất là lớn, và nó đòi hỏi một cái thời gian để mà chúng ta đi tới đó, nhưng mà mình cảm thấy nó mở ra rất là nhiều cái hướng đi, và nó có thể thay đổi được rất nhiều thứ mà nếu mà không có blockchain thì mình không có làm được. Và trong cái mô hình của tụi này đó, thì không những là chỉ có nhà làm phim không, mà nhà làm phim, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên, và cái người mà được có thể là được nhiều cái lợi ích nhất có thể là khán giả.
Đó. Và mình nghĩ là đó là một cái điều mà rất là hay. Hồi xưa đến giờ là cái thế giới làm phim ấy, từ ở nước nào cũng vậy, tức là có những cái ông lớn ở những cái studio lớn và họ quyết định hết. Ở đó rất là nhiều quyền lực, và những nhà làm phim mà mới vào nghề hoặc những nhà làm phim mà có thể là những bạn trẻ đam mê muốn bước chân, muốn break into cái industry ấy, thì nó cực kỳ khó. Tức là Hollywood lúc nào nó cũng là một cái cửa khép kín, và ở Việt Nam thì gần như nó cũng là như vậy, cơ hội mình nhiều hơn, nhưng mà nó cũng là một cái cửa khép kín, nó rất là khó để cho mấy bạn tiếp cận với điện ảnh, và đồng thời nó rất khó để mà khán giả tiếp cận với lại nhà làm phim. Đó. Thì qua cái công nghệ blockchain ấy, thì nó thay đổi hết tất cả, đúng không? Tức là nó từ trên xuống nữa, mà là giờ là nó lại dưới lên, từ dưới lên. Ha? Thì và đặc biệt là qua cái hình thức của NFT đó, thì nó sẽ cho nó tạo cái sức mạnh, nó dành cái lợi ích của cộng đồng rất là lớn ở trong đó. Và nó kết nối được cho movie fan một cái tiếng nói đó. Chứ là trước đây thì họ là lúc chỉ có thể mua vé và thưởng thức thôi, bây giờ họ có thể đóng góp góp phần, có một cái tiếng nói, họ có thể đồng hành cùng sản xuất một cái tác phẩm, một cái dự án nghệ thuật cùng với lại nhà làm phim, nhà sản xuất. Đó là những cái điều mà tôi này thấy rất là hứng khởi. Anh Charlie Vian, Chris biết sao không, mình không phải là người chuyên hay biết nhiều về điện ảnh, nhưng mà tin chắc rằng chỉ trong một tương lai gần thôi, thì những phim giống như là Spider-Man, người nhẹ phải, thì những cái phim mới thì chắc chắn là một cái phần mà vốn sẽ được cộng đồng fund, và hàng chục nghìn người, hàng trăm nghìn người, và cái điều đấy chỉ có thể xảy ra khi mà kỹ nghệ blockchain đã được ứng dụng vào trong cái cách đầu tư, vào trong cái cách đưa tiền lại, và dĩ nhiên là NFT để mà cộng đồng có thể cảm thấy excited hơn về cái chuyện là mình là một người đầu tư, mình là một thành phần của cái phim mà mình yêu thích này. Em nói đi. Dạ anh thực ra anh Charlie nói được một cái điểm, em nghĩ là em sẽ note lại cái điểm đó để chút nữa mình dùng cái luận điểm đó để mình trao đổi tiếp. Là anh Charlie có mention một cái điểm, một cái point rất là quan trọng của công nghệ blockchain và NFT, là anh Charlie có nói là phá vỡ cái gọi là cái rào cản, gọi là cái sự tập trung quyền lực mà của một số cái industry anh Ken. Ví dụ như ở thế giới thì có Hollywood nè, và thậm chí là ở Việt Nam thì bản thân cái thế giới phim ảnh hoặc là ngành entertainment nó cũng rất là tập trung về góc độ về cái authority và cái gọi là cái entry in vào trong đó. Thì em nghĩ là để cho cái buổi trao đổi của anh em mình á, và cho các độc cho khán giả bữa nay, và để họ hiểu sâu hơn á, chắc là để em nhờ anh Ken về sử dụng hết vốn liếng tiếng Việt của anh Ken sử dụng giải thích cho mọi người thử xem là thứ nhất á, là công nghệ NFT là cái gì anh ha, và thứ hai nữa là NFT nó có thể áp dụng được cho một số cái ngành nghề nào, để cho mọi người có cái food ở khúc đầu là hiểu cái NFT là cái gì trước cái đã. Và em sẽ dùng tiếp cái point của anh Charlie là làm sao sử dụng NFT để entry vào trong một số cái market cụ thể. Mấy anh thấy ok không? Ok, nhưng mà mình xin nhờ Chris giải thích NFT là cái gì bằng tiếng Việt, là vì thật ra không đủ vốn tiếng Việt để làm cái việc đấy thông thạo. Mà cái định nghĩa của NFT là một cái vấn đề rất là quan trọng cho những cái bạn mà đang nghe chung với mình, nếu mà họ chưa có quen thuộc về NFT, cho nên là nhờ Chris là một chuyên gia và rất giỏi tiếng Việt, cho nên làm điều đấy trước, vì mình sẽ xin cố gắng trả lời cái câu thứ hai. Dạ rồi, ok, dạ rồi thôi, anh Ken nói như vậy thì để em xin giới thiệu với mọi người một chút xíu. Thì với cái chủ đề NFT ngày hôm nay á, thì để em xem nào, các bạn độc giả thì đang có ý kiến là anh Ken cứ nói tiếng Anh luôn và em sẽ cố gắng dịch thoát nghĩa bằng tiếng Việt anh. Tại vì thật ra nếu mà anh mà muốn tỉ tê với thị trường Việt Nam và anh muốn dụ mọi người follow Republic là anh Ken have no choice, anh Ken phải nói tiếng Việt. Em mới nhận được một chút xíu sự cổ vũ đến từ khán giả, nên anh Ken cố lên. Anh Ken trao đổi trước đi, không sao đâu anh. Cảm ơn Chris. Vậy thì không, vậy cho mình trả lời câu thứ hai đi Chris, là tại vì non-fungible token
Của tiếng Việt thì cả hai từ đều mình không biết là token cũng không biết tiếng Việt là gì, non-fungible cũng không biết tiếng Việt là gì, thì là thật là nghĩa không thể trả lời được, không có cái khả năng mà là mà giải thích rằng Dạ NFT rồi, ok thôi, em sẽ không làm khó anh Ken nữa. Rồi các bạn khán giả, NFT để cho mọi người dễ hiểu nhất á, là bản thân công nghệ blockchain là đã là một cái công nghệ, để cho chúng ta dễ hình dung, nó đã là một cái công nghệ giúp cho mọi thứ rất là khó để làm giả này, rất là minh bạch về góc độ về công nghệ. Thì NFT là non-fungible token là một đỉnh cao hơn nữa trong cái câu chuyện và minh bạch và gọi là phân tán về góc độ về về gọi là cái record của nó. Thì nói nôm na một cái token được gọi là NFT thì các bạn có thể dễ hình dung là nó là một cái phiên bản token duy nhất và chỉ có duy nhất một phiên bản đó ở trên thị trường mà thôi. Nó dễ hình dung nhất là ở thị trường phim ảnh ở Việt Nam chỉ có một mình anh Charlie Nguyễn là anh Charlie Nguyễn, chỉ có một Chris Duy Trần và chỉ có một Kendrick Nguyễn. Đó, thì bản thân ba người này đều đang là ba cái NFT riêng biệt của chính họ. Thì để cho mọi người dễ hình dung đó, NFT là như vậy. Thì các bạn cũng có thể thấy được là cái gọi là cái sự độc nhất và cái sự gọi là unique, gọi là riêng biệt duy nhất của một cái NFT token. Thì để mình hiểu cái tính chất đó trước cái đã, rồi sau chút nữa thì anh Ken và anh Charlie sẽ có một vài cái ví dụ trong cái industry của họ để cho các bạn hình dung hơn là NFT là cái gì. Rồi, để gỡ rối cho anh Ken, em quay lại em hỏi trước anh Charlie xíu. Anh Charlie, về góc độ về ngành mà làm phim hoặc là entertainment của mình á, thì anh có đã theo dõi một số cái ví dụ về NFT, anh có thể chia sẻ với các độc giả thêm để cho mọi người hiểu thêm NFT trong cái ngành entertainment thì có những cái ví dụ như thế nào được không anh? Ok, nói chung là có khá nhiều đó, nhưng mà để mình cho một cái ví dụ để cho mọi người dễ hình dung NFT là gì, là giống như là nó giống như cái hộ chiếu của mình hoặc là cái bằng lái của mình, đúng không? Tức là cái passport, cái hộ chiếu của mình thì không thể thay thế được. Nó chỉ là độc nhất vô nhị trên cả thế giới này, nó chỉ có đúng một cái hộ chiếu của Chris D. Trần thôi, đúng không? Không, nếu mà có một cái thứ hai nó là cái giả, nó không phải là cái thật đó. Và làm sao biết cái hộ chiếu của Chris là một cái hộ chiếu thật, thì nó được tức là bảo chứng bởi cái là cái cơ quan làm ra cái hộ chiếu, đúng không? Tức là nó không nó tập trung, nó là cái cơ quan tập trung, nhưng mà NFT ở đây á đã được bảo chứng bởi một cái bởi blockchain, có nghĩa là nó phi tập trung, tức là vẫn là một cái hộ chiếu, nhưng mà ai bảo chứng, không có ai bảo chứng cả, mà blockchain bảo chứng không có ai cả, tại vì và cái tính minh bạch như lại Chris nói á, và cái tính là cái là không thể sửa đổi, không thể bàn cãi được, cho nên là nó trở thành một cái món vật mà mình không cần phải tin tưởng ai cả, luôn luôn nó là độc nhất vô nhị và nó được bảo chứng bởi, nó không bao giờ được không không thể thay đổi và cũng như không thể thay thế được. Nghe nói như vậy thì có vẻ như là không biết là nó có thể áp dụng tốt cho mấy cái hình thức mà giống như là chúng ta phòng chống cái chuyện gọi là ví dụ như phim lậu hay là những cái merchandise mà hàng ở Việt Nam mình hay kêu là hàng fake, hàng fake anh, ví dụ như vậy, thì nó có phải để dùng cho những cái câu chuyện đó không anh? Nó có thể áp dụng vào những cái việc đó được, tức là như vừa rồi đó là mình nghe nói là đôi giày Nike đó, Nike tức là họ làm giả rất là nhiều, đúng không? Thì giờ Nike ra một cái đôi giày và nó gắn liền với lại một cái NFT, tức là đó là chứng nhận đó là một cái đôi giày mà thật chứ không phải là một đôi giày giả đó. Và nếu như mà Nike làm và Nike dẫn đầu trong cái phong trào này đó, thì mai mốt chúng ta sẽ thấy là đồng hồ gì như Rolex rồi túi LV rồi nó bao nhiêu thứ, đúng không? Tức là cái gì cũng lại trở thành NFT được hết, và nó luôn luôn bảo chứng cho cái sự là minh bạch, là genuine, tức là thật, và không không có cái gì có thể thay thế nó được đó. Thì NFT như là mọi người biết là nó bùng nổ năm 2017 là qua cái game gì gì hello kitty hello crypto kitty dạ đúng rồi,
CryptoKitty đúng không, mà nó làm nghẹt luôn cái mạng lưới Ethereum thời đó. Và bây giờ thì là nó bùng nổ trong cái thế giới của cái lĩnh vực của game, và sau đó thì là mình thấy nó bùng nổ trong cái lĩnh vực của tranh ảnh, tức là digital art. Thì trước đây thì NFT như mình biết đó, thì mình nói NFT này không biết mình sẽ áp dụng vào cái lĩnh vực của mình như thế nào, bởi vì nó gắn liền với lại một cái đó là nó gắn liền với lại một cái tài sản số, là digital asset mà, tài sản số, không, nó không có gắn liền với lại một cái vật lý, tức là một cái non digital thing đó. Nhưng mà một khi mà Nike đã làm được cái điều đó, tức là cái NFT này nó gắn liền với một cái đôi giày, và một đôi giày nó không phải là một cái digital asset không? Và để trả lời câu của Chris ấy, thì với lại hồi nãy Ken có nói đó là sau này, tức là ngành điện ảnh nó sẽ có, tức là blockchain và NFT sẽ đóng một cái vai trò rất là lớn trong 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 lĩnh vực giải trí. Nhưng mà ngay bây giờ đã có rồi, tức là đã có cái bộ phim đầu tiên được hoàn toàn crowdfunding trên bằng NFT, Lotawana, các bạn có thể lên mạng để tìm hiểu về cái dự án đó, ở cái bộ phim đầu tiên mà crowdfunding hoàn toàn bằng NFT. Thì sau đó hiện tại bây giờ có Kevin Smith đó, rồi vừa rồi có một cái phim là Zero Target của em, có Anthony Hopkins đó. Thì bạn đó cũng là một cái nhà sản xuất đó, họ làm ra một bộ phim và họ NFT nguyên bộ phim lại và họ bán họ bán nguyên bộ phim bằng cái NFT. Còn Kevin Smith đó thì là chia nhỏ ra, tức là chia nhỏ cái quyền sở hữu của một của bộ phim, tức là cái license right đó, tức là cái quyền phát hành đó, của bộ phim ra nhiều phần, giống như là một bộ phim có thể là có nhiều, mình nghĩ đơn giản là giống như cổ phiếu vậy đó, tức là mỗi một người mà mua một cái NFT token của bộ phim của Kevin Smith thì chúng ta sẽ có một cái phần trăm trong cái bộ phim đó. Khi mà bộ phim đó bán cho Netflix hay là Hulu hay là HBO hay là gì đó, thì cái revenue, cái tiền nó về và nó được chia ra cho tất cả mọi người giữ cái đồng NFT. Thì NFT ở đây là ở đó là một cái hình thức đơn giản, nhưng mà cái hình thức mà nó thú vị hơn á, mà hôm nay mình đang nghĩ đó là sẽ có rất là nhiều thứ, mà nhiều lắm, mình phải ghi xuống, nhưng không sợ sợ họ nhớ không hết thì mình có ghi xuống đây. Tức là chúng ta có thể là NFT một cái vai trong một bộ phim, ví dụ như là trong phim thì có một cái vai của một cô y tá chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta có thể NFT cái vai này, và ai ở ngoài kia muốn muốn tham gia trải nghiệm điện ảnh như thế nào, muốn trở thành một diễn viên như thế, muốn trở thành một diễn viên đó, thì chúng ta có thể là mua cái NFT đó. Nó đó là một một cái hình thức. NFT cũng có thể là một cái tấm poster mà được diễn viên như là đạo diễn ký, nó một cái đặc biệt mà đã được scan và nó biến thành digital asset cũng được, để đưa lên làm NFT cũng được. Thế là NFT cũng có thể là được đi dự cái gì đó, cái buổi premiere, và được đi trên cái thảm đỏ, đúng không, cùng với lại đoàn làm phim và đạo diễn. Thì chúng ta cũng có thể NFT cái đó, có thể dự những cái buổi tiệc, nhà làm những cái buổi tiệc rap party của đoàn, vân vân. Hoặc NFT cũng có thể là chúng ta cũng có thể là, nếu mà là một một người muốn học làm phim, là người thường 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 người ta phải trả tiền vào film tour, đúng không, thì người ta có thể là mua, mình có thể NFT một ngày, một ngày đi theo đạo diễn, ví dụ như là một diễn viên muốn trở thành một diễn viên, có thể là một ngày đi theo là một diễn viên chính chẳng hạn, ta để lên test để mà được trải nghiệm cũng như là học thực tập cái thực tế đó. Thì mình nghĩ là trong cái lĩnh vực NFT mà nó rất là thú vị, tại vì nó cho mình cái không gian để mình muốn sáng tạo cái gì cũng được hết, mình muốn nghĩ cái gì cũng được hết. Cái đặc điểm ở đây nó là cái công cụ, nó là cái công cụ, và trong đây cái lỗi của nó, cái hay nhất của nó là nó có cái smart contract.
tức là nó có một cái smart contract để nó, tức là nó không cần, tức là trực tiếp giữa giữa nhà làm phim với lại khán giả, tức là cái người mà họ họ sử dụng cái NFT đó, mà không cần phải qua bao nhiêu cái tức là cái đơn vị mà đứng ở giữa đó. Thì mình nghĩ là đối với những người mà không không phải là riêng lĩnh vực làm phim, lĩnh vực âm nhạc, lĩnh vực game, tất cả những người nào mà những nghệ sĩ sáng tạo á, thì có thể dùng cái NFT này để mà suy nghĩ, tức là nó chỉ giới hạn cái gì đó, cái sự tưởng tượng của mình thôi, nó là vô hạn đó. Cho nên là mình nghĩ là trong thời gian sắp tới, cái NFT nó sẽ là một cái thứ gì đó, và nó sẽ rất là trở thành cái thứ rất là quen thuộc trong cái đời sống của mọi người. Rồi, cảm ơn anh Charlie. Anh Ken, anh thấy chưa, nói chung đó là anh để cho anh Charlie giải thích về NFT, là anh Charlie đang làm rất tốt về câu chuyện là giải thích cái NFT đó luôn. Và với một cái số cái ví dụ cụ thể như vậy thì em nghĩ là các khán giả của mình sẽ rất là dễ hiểu cái câu hỏi tiếp theo khi mà em hỏi anh Ken này, là đứng về góc độ về Pop Republic thì với NFT mang những cái tính chất mà gọi là độc nhất, và gọi là có cái tính trung chuyển mà cũng khá là dễ dàng vì nó được xây dựng trên cái nền tảng công nghệ blockchain á, thì bản thân anh Ken và Republic đánh giá như thế nào về cái feature hoặc là cái công nghệ NFT này? Và bản thân Republic em tin là cũng có một số cái lĩnh vực về mà NFT có thể mang lại được những cái giá trị lớn hơn cho các nhà đầu tư, thì không biết là anh Ken có thể share thêm với lại mọi người về cái insight của anh hoặc là cái góc nhìn của anh được không ạ? Vâng, và Chris cho Ken trả lời cái câu này một phần tiếng Việt và một phần bằng English nhé. Thì cái khả năng mà của NFT nó có thể tạo ra cái giá trị cho cộng đồng bằng một cái cách rất là unique, giống như là anh Charlie vừa nói vừa rồi, thì Republic của mình là một cái nền tảng đầu tư, và đầu tư vào nhiều thứ. Mình vừa có crypto, mình có real estate, có nghĩa là địa ốc, và có gaming. Thì cộng cái ba cái thứ này lại, mình có một cái operation gọi là Republic Ram. Thì cái này nó là ở trong một cái metaverse. Mình có riêng một cái fund để mà invest vào địa ốc ảo, virtual real estate. Thì và tất cả những cái trong cái Decentraland là một cái thế giới metaverse như vậy, thì mình đầu tư vào những cái NFT và những các bạn mà tạo ra NFT ở trong cái thế giới này. Trong cái giá trị của NFT, nó tạo ra nhiều cái rất là hay, giống như là những cái cách mà cho những người nghệ sĩ, khi mà một người nghệ sĩ tạo ra một cái giống như là một cái bức tranh đi, một cái bức tranh ở trên mạng, và khi mà bạn một người mua bán lại cái bức tranh đấy, thì cái người mà là tạo ra, người nghệ sĩ, họ có thể nhận được một cái phần lợi tức, không có, tức là 5%, 1%, 2%, thì nó tạo ra những cái cách mà là để đưa giá trị qua lại cho con người nó tiện hơn, không cần phải đi qua bank, hay là không có cần đi qua những cái phương tiện mà của ngày xa xưa. Vì vậy chính là mọi cái nhiệm vụ duy nhất của nó là đưa lại giá trị cho mọi người mà là trong cái cộng đồng đấy, every participant within the ecosystem would actually get value out of it in a way that is seamless and low cost. Does that right. answer your question, Chris? Để em cố gắng em tóm lại một chút xíu cái ý của anh Charlie và cái của anh Ken. Nói thật ra hai anh nói rất là nhiều ý hay, nhưng mà em nghĩ có hai cái ý này là nó stand out để mọi người có thể hình dung được cái mức độ significant và cái mức độ dữ dội của cái công nghệ NFT này. Thì thật ra đối với em, khi nhìn về công nghệ NFT, nó thực sự nó đang giải quyết hai vấn đề của rất nhiều các cái thị trường hoặc là industry. Thứ nhất, như là cái ví dụ của anh Charlie á, là nó cố gắng giải quyết các cái bài toán và các cái problem của thế giới cũ. Cụ thể ở đây là các cái vấn đề, em ví dụ như là hàng counterfeit này, hàng gọi là bị tranh chấp về mặt IP này, về mặt bản quyền này, tất cả những cái đó đều là những cái vấn phim lậu này, tất cả các thứ như vậy. Thì tất cả những cái vấn đề đó là những cái vấn đề thuộc về thế giới cũ, và công nghệ NFT ra đời một phần nào đó nó sẽ minh bạch hóa và nó cố gắng giải quyết các cái vấn đề đó. Trong cái phần sharing của anh Kendrick á, thì nó lại đi về cái ý số 2 của NFT, là NFT thật sự mở ra một thế giới mới và gần như là cả một nền kinh tế mới cho thế giới digital. Cụ thể đây là anh Ken cũng có chia sẻ về một cái ví dụ rất là hay và nó đang ongoing ở trên thế giới, đó là thế giới ảo. Trên thế giới ảo này,
không hề ảo một chút xíu nào, bởi vì tất cả những cái diện tích đất đang ở trên những cái vùng đất ảo này đều đang được giao dịch và đang được bán với những cái giá rất thật nha mọi người. Thì bản thân công nghệ NFT nó cũng đã đang tạo ra một gần như là một cái nền kinh tế mới hoàn toàn so với lại những cái gì mà chúng ta đã biết ở thế giới đời thật, ví dụ như vậy. Rồi, thì với cái kinh nghiệm của anh Ken và thậm chí cái quan sát của anh Charlie á, thì các anh nghĩ là NFT có, công nghệ NFT nó có cơ hội ở Việt Nam hay không? Và đâu là những cái ví dụ cụ thể có thể là NFT nó sẽ tạo được những cái giá trị cho những cái quốc gia đang gọi là đang emerging, đang developing như là Việt Nam so với lại một số cái thị trường gọi là tiến bộ hơn, ví dụ như Mỹ hoặc Europe. Thì chắc là để em hỏi anh Charlie trước đi ha, là em nghĩ là xoay quanh cái vấn đề mà các cái tác phẩm nghệ thuật mà hồi nãy anh Charlie nói, em nghĩ cái góc đó rất là hay, là làm sao công nghệ NFT nó có thể giúp cho những cái bạn mà gọi là những cái bạn sáng tạo, những cái artist đó có thể đi ra thế giới một cách nó dễ dàng hơn, bởi vì mô hình cũ thì nó đã gặp những cái trắc trở như thế nào, thì anh có thể share thêm cái góc nhìn của anh nha. Bởi vì bên cạnh là một nhà làm phim thì các bạn có thể chưa biết là anh Charlie là một người rất là đam mê về tranh ảnh, và anh Charlie có hoạt động trong những câu lạc bộ mà có các anh họa sĩ vẽ ra những bức tranh và họ rất là đam mê. Yeah. Nói về tranh ảnh đi, thì mọi người rất là, tức là khó hình dung cũng như là khó tưởng tượng được là tại sao lại là NFT một bức tranh. Tại vì bình thường họa sĩ là họ phải vẽ trên một cái canvas thật, và họ, tức là mình phải nhìn thấy, cờ chạm thấy, và mình mua được cái bức tranh đó về mình treo lên ở nhà thì nó mới là thật, đúng không? Còn nếu mà nó là NFT, nó là nó biến nó thành một cái mã hóa, một cái tác phẩm, một cái bức họa, thành một cái gì đó nó nằm ở trên mây á, thì nó, cái giá trị nó nằm ở như thế nào á, thì nhiều người không có hiểu được cái concept này đó. Thì là mình có thể cho một cái ví dụ cho mọi người thấy rất là dễ hiểu. Giống như là bây giờ mình có muốn giữ một cái tấm hình, hay là mình muốn giữ cái tấm hình đó trên cái trang Facebook hoặc Instagram, cũng một cái tấm hình đó mình muốn chia sẻ, mình muốn giữ nó bằng cái tấm hình giống như hồi xưa mình đi rửa, mình chụp, mình để rửa về cái mình để trong nhà, cái ai tới mình khoe. Bây giờ mình muốn cái tấm hình nó có giá trị hơn, hay là cái tấm hình mà mình chụp mình post lên Instagram. Tất nhiên bây giờ là cái tấm hình mà trên Instagram nó có giá trị hơn, mặc dù tấm hình Instagram nó hoàn toàn là mã hóa, nó là một cái tài sản số, nó không có là phải là một tấm hình thật đó. Nhưng tại sao trên Instagram nó quan trọng? Rồi ở trên đó nó có cái phần mà follower đó, có 10.000 follower đó, cái 10.000 follower đó nó cũng là một cái tài sản số, đúng không? Đó là ví dụ mình ngồi đó mình đưa tấm hình cho bạn, bạn mình đưa ngón tay lên cái họ bỏ xuống. Nhưng mà không lẽ mình đi lại mình nói là kia, ê tôi được cái hình này, tôi được một cái like, đúng không? Nhưng mà để lên trên Instagram hay là lên Facebook á, thì bao nhiêu cái like nó làm hoàn toàn nó là tài sản số, mà nó rất là quan trọng với lại mình, nó mặc không đụng không chạm được hết, nhưng mà cái giá trị nó nằm ở chỗ đó. Bởi bây giờ nó còn cái trái tim nè, rồi nó còn cái mặt khóc, mặt cười, mặt đúng không? Tất cả những cái đó đều nó mang lại một cái giá trị, mặc dù nó hoàn toàn là mã hóa, là tài sản số. Và với một cái bức tranh đó, thì nếu mà nó là một cái bức tranh thật đó, thì mình không có chia sẻ được, mình rất khó để mà mình chia sẻ được với lại thế giới. Tức là chỉ có những người tới nhà mình mới xem được bức tranh đó thôi. Đó, còn cái giá trị một khi mà nó biến nó thành là một cái tài sản, nó là một cái digital asset rồi đó, thì hay là mình có thể chia sẻ được với cộng đồng. Và cộng đồng đây nó không có biên giới, là blockchain nó không có biên giới, cho nên nó là cả thế giới luôn đó. Thì mình thấy được là cái power nó nằm ở cái chỗ đó. Nếu mình nói về tranh ảnh, còn bên mà đồng bên lĩnh vực điện ảnh á, thì khó hơn. Bởi vì chưa có một cái decentralized, tức là một cái server phi tập trung nào mà có thể có cái chứa đựng nổi cái dữ liệu của nguyên một cái bộ phim đó. Nhưng mà chắc chắn là trong tương lai đó, thì mình biết là có một vài công ty họ đang giải quyết cái vấn đề này đó, để mà họ có thể NFT một bộ phim, hoặc là họ hoàn toàn
là đưa lên một bộ phim mà mình có thể streaming một bộ phim, một bộ phim điện ảnh đó, thì là hiện giờ thì là NFT nó quá mới đi đó, cho nên là những cái gì nhỏ nhỏ như là những cái digital art như là bức tranh thì cái storage nó ít, nhưng mà bộ phim cái nó nặng quá đúng không, về ấy nó nặng quá, cho nên là mình sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa đó. Và tất cả là về công nghệ thì đi rất là nhanh đó, và không phải là mình nói chuyện cả năm sau, có thể là 6 tháng sau là mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Và cái điều này, một điều này nữa là tất cả ai cũng có thể làm một cái hãng phim của mình hết. Trước đây thì là bạn không thể làm một cái hãng phim của mình được, bạn phải đi vào một cái hãng phim bạn làm, rồi bạn phải làm từ dưới bạn làm lên, và bao nhiêu năm bạn phải chứng minh cái khả năng, chứng tỏ khả năng của mình, và may mắn mình có những cái quan hệ tốt thì mình mới bước chân vào, mình có thể làm đạo diễn và làm những cái bộ phim của mình. Tức là phải mất một thời gian rất nhiều, nhưng mà bây giờ là ai cũng có thể làm một cái studio của mình hết. Chúng ta có thể đưa cái dự án của chúng ta lên, nếu mà chúng ta thật sự tin vào, có đủ đam mê, chúng ta có thể đưa lên, chúng ta có thể NFT cái bộ phim của mình đó, và qua cái marketplace chúng ta có thể gây dựng một cái cộng đồng mà chúng ta có thể làm phim. Tức là nó hoàn toàn là tự do, chứ không phải là chờ mấy ông ở trên cho phép hay là không cho phép nữa. Đó. Thì là mình nghĩ là trong tương lai nó trao quyền lại cho tất cả mọi người một cách rất là bình đẳng và rõ ràng. Cho em tiếp ý anh Charlie chỗ này, xong rồi em sẽ hỏi thêm anh Ken về cái Republic Realm của mình. Để tiếp cái ý của anh Charlie, em sẽ share thêm một chút xíu nữa thôi, cái góc nhìn cá nhân của em về cái câu chuyện NFT á, là thực sự bên cạnh cái câu chuyện về những cái tính ưu việt về công nghệ á, nó thực sự là nó đột phá cho những cái ngành mà mang tính chất là sáng tạo, và những cái ngành mà mang tính chất gọi là thể hiện cái quyền sở hữu của một cái tài sản hoặc là một cái giá trị nào đó. Cái công nghệ NFT này rất là phù hợp cho những cái ngành nghề mà gọi là đánh giá cao về góc độ về sáng tạo, và đặc biệt là tạo điều kiện cho các bạn tài năng trẻ. Thì cũng như anh Ken với anh Charlie biết đó, bất cứ một cái ngành nghề nào, cái sự phá vỡ những cái cấu trúc đang có sẵn của cái ngành đó đều rất là khó. Và đôi khi chúng ta hay nói đùa là chúng ta phải qua hết tất cả các cái layer filter, phải là level này là level nọ, rồi tất cả các thứ, rồi các bạn mới có thể là become một cái nhân vật successful giống như là anh Charlie, Chris ví dụ như vậy. Nhưng với cái công nghệ NFT và công nghệ blockchain ấy, thì em có thể thấy được một điều là nó thực sự là nó streamline, nó giúp cho các bạn trẻ mà khi có những cái niềm tin vào những cái giá trị mình có thể tạo được, dù nó là phim, dù nó là bức tranh hoặc là một cái ý tưởng nào đó, có thể 5-3 người không tin vào những cái giá trị đó của các bạn ấy, nhưng chỉ cần trên thế giới này có những người tin vào những cái giá trị mà các bạn ấy đang làm, thì các bạn ấy hoàn toàn có thể nhận được những cái nguồn funding một cách nó rất là dễ dàng, dựa trên cái công nghệ này hoặc là dựa trên cái mô hình NFT này. Thì thật sự đối với em, công nghệ NFT này nó thật sự là nó phá vỡ cái cấu trúc của gọi là những cái đơn vị trung gian mà chúng ta hay biết từ trước đó. Ví dụ như nếu mà nói về music thì chúng ta hay nói là các cái lò music producer này là gọi là dùng cái power của họ để gần như là bóp nghẹt cái gọi là cái lợi nhuận hoặc là cái cơ hội của những cái tài năng trẻ. Rồi thậm chí về phim ảnh thì có rất là nhiều các bạn trẻ có tài năng nhưng chưa có đủ một cái uy tín ở trên thị trường để các bạn có thể gọi vốn một cách dễ dàng. Thì những cái công nghệ này là những cái công nghệ mà thực sự giúp và empower các bạn này để các bạn ấy có thể deliver tốt hơn. Thì không biết là anh Ken có đồng ý với lại góc nhìn của hai anh em về câu chuyện này hay không? Chris, to answer your question, the technology has already empowered the developing world much more than anything else. You now have artists in Vietnam, in Hong Kong, in Africa selling art for tens of thousands of dollars. You have games that people can play to earn. I think it's something like $300 million in the past 30 days have been earned by anyone with an internet connection. Imagine COVID at home and you're 21 years old in Hanoi without a job, but with an internet connection, you can actually make and earn dollars after dollars per day. So it really has already empowered the developing world greatly. And I think it's just a glimmer of the opportunity ahead.
Rồi, cảm ơn Ken. Anh Ken đã xuất hiện hoàn toàn 100% với tiếng Anh và rất là tự nhiên. Thì xin cho phép là brief rất là nhanh lại với lại các bạn độc giả là anh Ken có vừa mới chia sẻ là anh Ken hoàn toàn đồng ý với lại những cái ý mà anh Charlie với lại Chris vừa mới chia sẻ, bởi vì bản thân anh Ken hiện tại là đang ở Mỹ, nhưng anh cũng có thể observe được và quan sát được là có rất là trên những cái sàn NFT mà anh Ken được biết á, thì hoàn toàn có những cái rất là nhiều cái tác phẩm về entertainment và về art đến từ Việt Nam đã được rao bán trên những cái gọi là những cái chợ NFT như vậy. Và cụ thể là các cái game, mà đặc biệt là những cái game mà có thể tạo ra những cái tài sản NFT ấy, thì anh Kendrick cũng share là trong vòng 30 ngày vừa qua thì có những cái game hàng đầu, và đặc biệt là có một cái game đến từ Việt Nam đó là Axie Infinity đã make a lot of money, nói chung là vài trăm triệu đô và cả tỷ đô trong một thời gian rất là ngắn ở cái đoạn vừa qua. Thì nếu mà cho em được hỏi anh Ken và cả anh Charlie là bỏ qua cái câu chuyện về về góc độ chuyên môn của hai anh, thì cái industry nào hoặc là cái vertical cụ thể nào mà các anh sẽ select để chọn đầu tư cho mình một số cái NFT nhất định? Chắc là em sẽ hỏi anh Ken trước đi, là nếu mà là anh thì anh chọn select cái vertical hoặc là cái sample nào? For sure, Chris, any project that creates long-lasting utility and value for the community, but definitely music and art is by far, I think, captures the near-term future of NFTs for the reasons that, you know, and Charlie already shared with us. And additionally, anything in the gaming community that people can actually play to earn, I think that, again, we only see the beta version of it. So those probably are the two areas that I'm most excited about. Rồi các bạn độc giả cũng nắm được hai cái ý mà anh Kendrick vừa mới share, đó là thứ nhất là anh nghĩ là những cái ngành mà nó sẽ tạo được những cái giá trị bền vững cho xã hội, ví dụ như là music này, art này, và thậm chí là nói chung là cái game là một cái anh Kendrick lại nhấn mạnh một lần nữa là một cái rất là khó để bỏ qua, bởi vì giống như anh em mình thật ra là game là một cái rất là dễ chơi và rất là dễ enjoy, đúng không mọi người? Mà thậm chí là chơi game để có thể tạo ra thêm tiền nữa, thì em nghĩ là mình không cần phải suy nghĩ lần thứ hai về câu chuyện đó. Anh Charlie thì nghĩ như thế nào anh? Nếu mà đứng cái góc cạnh của nhà đầu tư thì mình cũng đồng cảm như giống như hai bạn thôi. Thì thường ta nói là phải làm để có tiền, đúng không? Chứ đừng có ham chơi quá, chơi rồi nó mốt rồi nó là luôn luôn là cái thế giới cũ là không chơi ít và làm nhiều, đúng không? Chơi chừng mực thôi, bây giờ làm nhiều, còn bây giờ lại càng chơi thì lại làm càng 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 có tiền. Và có những cái game mà mình thấy là tiền nó không phải ít nữa, tức là một cái số tiền mà có thể là nó thay thế, có thể là nhiều hơn là cái tiền mà người ta có thể đi làm hàng tháng luôn đó. Thì đó là cái điều mà rất là khó tưởng tượng được trong cái NFT game này. Nó là một cái hoàn toàn là một cái vũ trụ mới, đúng không? Còn nếu mà nói để mà mình tham gia vào đó, thì chắc chắn là mình sẽ tham gia vào NFT trong cái lĩnh vực điện ảnh thôi, tại vì mình cũng muốn ủng hộ, muốn xây dựng, và mình nó là một cái mà mình đam mê từ nhỏ, cho nên là mình sẽ tìm cách để mà áp dụng cái công nghệ NFT này vào trong cái công việc của mình sắp tới, đặc biệt là trong Theme Central. Ok, và như là nhấn mạnh lại nữa là ai cũng có thể có một cái studio, có một cái hãng phim riêng của mình hết. Và Theme Central đang hướng tới một cái đó, để dành cho tất cả mọi người được có một cái quyền để mà tạo điều kiện cho các bạn trẻ đam mê điện ảnh, muốn theo đuổi cái con đường nghệ thuật đó, có được một cái cơ hội để mà mình có thể thực hiện được những cái điều mà mình muốn một cách nó thuận lợi hơn. Và nay không chỉ điện ảnh mà mình nghĩ trong hội họa hoặc là trong ca nhạc, trong âm nhạc cũng vậy. Thì đó là cái điều mà mình rất là hào hứng chờ đợi cho cái ngày đó nó nở hoa. Anh Charlie và anh Chris biết không, cái điều mà anh Charlie nói vừa rồi rất là hay, là như thế nào, cái chuyện mà chơi và làm tiền
Thực ra cái tagline của Republic là passion and profit. Chỉ cần 10 năm trước thì người ta nghĩ ra cái chuyện mà mình thích chơi, cái đấy là riêng ra, còn cái chuyện làm tiền lại là một cái phía riêng nữa. Nhưng mà trong cái thế giới mới, hai cái đấy nó nên đi chung với nhau. Và cái đó nó sẽ làm cho một cái, dĩ nhiên là cái thế giới vui và giàu có hơn. Thì NFT chỉ là một ví dụ thôi, nhưng mà mình rất là thích và align theo cái concept mà chơi với lại là làm tiền là một, chứ không nhất định là phải hai thế giới riêng biệt. Vừa chơi vừa kiếm tiền. Đúng rồi. Yeah. Rồi ok, chắc là anh em của mình nãy giờ cũng nói khá là nhiều các cái thông tin để cho các bạn khán giả. Em nghĩ là cũng rất là khó để mà ngay lập tức là hiểu hết hoàn toàn được về công nghệ NFT. Nhưng mà thôi, mục tiêu của anh em mình là để cho họ có một cái ấn tượng là không biết là mấy cái ông này ông đang nói về cái công nghệ gì đó. Nhưng mà nghe anh Charlie nói là cái này nó cool lắm và nó hot lắm. Và bản thân ví dụ như cái Republic của anh Ken cũng đã có những cái hoạt động rất là rõ ràng ở trong cái những cái lĩnh vực mà nó có liên quan tới công nghệ NFT. Thì chắc là em sẽ dành một ít thời gian để mà share một số cái câu hỏi dành cho các anh. Những câu hỏi này là của ban tổ chức đã gom từ các độc giả ha. Thì câu đầu tiên này là chắc là dành cho anh Ken nè. Với một cái người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và hiểu rất là rõ về công nghệ blockchain và cũng như crypto, thì anh Ken có thể recommend một cái những cái nơi nào mà có thể mua bán NFT uy tín này, và những cái lưu ý dành cho các bạn beginner khi mà entering những cái câu chuyện về NFT này như thế nào. Anh Ken hiểu ý không hay là em cần rất phải hiểu hiểu ý nếu không em sẽ rephrase lại bằng tiếng Anh cho anh. Không sao, mình hiểu, chỉ nói thì khó hơn chứ còn hiểu thì hiểu gần 100%. Chris, eventually mình thấy là cái OpenSea đấy có đã là một cái mà NFT resale marketplace mà là có uy tín. Nó lên đấy thì là tìm tất cả các loại NFT và nó sẽ đưa cho cái người mới một cái nhìn rộng rãi về thị trường NFT và giá trị như thế nào. Còn về cái Twitter hay Discord là hai cái social media channel mà là những cái người mà là NFT leaders ở trong cái industry này cũng hay trao đổi tin tức và là để mà share về những cái trend mới của NFT. Mình thấy cái điều mà các bạn mới cần để ý nhất là nên bỏ một ít tiền để mà giống như mình chơi, để mình học hỏi, nhưng mà đừng có bỏ một cái số lượng tiền quá lớn. Đừng có nghe người nào nói mà đưa một cái lượng tiền mà mình không có thể afford để mà mình mất. Cho nên nếu mà bước đầu chỉ là học hỏi thì bỏ một cái lượng tiền để giống như cái giá trị của cái knowledge mà thôi, chứ không phải là để đầu tư thật. Và từ từ mình tìm hiểu thêm thì qua những cái mạng giống như là OpenSea để mà có thể hy vọng là lợi tức nhiều, càng ngày càng nhiều. Còn anh Charlie thì sao? Anh có thể share, em nghĩ là tiếp cái ý của anh Ken nói đó, thì anh Charlie xin giới thiệu với các bạn là bên cạnh cái câu chuyện là anh Charlie làm phim rồi mê những cái tác phẩm nghệ thuật tất cả các thứ, bản thân anh Charlie cũng là một trong những cái người adopt cái công nghệ crypto và chơi crypto cũng được vài năm. Thì em nghĩ là anh Charlie có thể tiếp lời của anh Ken và có một chút xíu cái chia sẻ về cái sự excited của cái thế giới này, và cũng một số cái warning, một số cái warning dành cho các bạn mà beginner, bởi vì em nghĩ là thế giới bên ngoài họ nhìn vào crypto, họ nhìn vào NFT bây giờ là ui, ông Ken ông nói là chắc là nhân 100 lần, ông Charlie nói là nhân 1000 lần luôn, mà nếu mà vài bữa nữa mà họ mà đổ thừa anh em mình là mấy anh chịu hết á, em không có chịu trách nhiệm đâu. Ok, vì NFT không có, tức là blockchain, tức là nó phi tập trung đúng không, cho nên là không có ai kiểm soát, ai cũng có thể cái từ là mint, tức là tạo ra cái NFT cho cái tác phẩm của mình, ai cũng có thể làm được. Cái điều rất là đơn giản là các bạn có thể lên Google hoặc YouTube nói là tạo NFT như thế nào, thì là chỉ có một vài step, một vài bước thôi là các bạn có thể tạo cái NFT cho mình rồi. Vì cái sự dễ dàng cũng như là cái tự do ai cũng có thể làm được, và không có ai có quyền can thiệp đó. Cái việc đó nó cũng sinh ra một cái chuyện, đó là có rất là nhiều NFT nó không có giá trị gì hết.
nó đầy ở trên OpenSea, cái marketplace đó rất là nhiều marketplace. OpenSea thì giờ là đang là cái market mà nổi tiếng nhất, đúng không? Nhưng mà ở trên đó thì thấy trên đó thì các bạn cũng phải cẩn thận là rất là nhiều cái nó cũng không có giá trị gì cả, ai cũng có tạo vì tạo ra được một cách quá dễ dàng đi đó, cho nên là mình nghĩ là mọi người phải dành thời gian ra để mà tìm hiểu và học hỏi đó. Và với cái thời lượng mà mình có trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì nó quá ngắn ngủi đi, và mình ráng mình dồn vô rất là nhiều thứ, nhưng mà nó cũng chỉ là nó chỉ là có thể là chưa tới 1% của cái thế giới NFT mà cho nên là trước khi mà mua cái gì đó thì mình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu về cái thế giới NFT nó là như thế nào. Bản thân mình thì mình sẽ chắc chắn là mình sẽ tạo ra NFT đó, và mình sẽ muốn Fem Central nó cũng sẽ có một cái gì đó liên quan tới NFT, không những ở điện ảnh mà có thể là bên tranh ảnh luôn. Và mình có nghĩ ra trong đầu có nhiều cái cách rất là cool, rất là hay để mà mình đưa cho mình kết nối với lại cái thế giới của họa sĩ đó. Hãy cho họa sĩ họ có một cái cơ hội để họ đưa cái tác phẩm của họ xa hơn và rộng hơn ra tới cái thị trường thế giới đó. Và mình có rất nhiều cái ý tưởng mà mình nghĩ là trong tương lai nó sẽ là làm cho các bạn sẽ bất ngờ và ngạc nhiên, và mình cũng hào hứng nữa. Tức là hiện giờ nó cũng chỉ là ý tưởng thôi đó. Nhưng mà khi mà mình execute những cái plan này thì nó như thế nào, mình hấp dẫn, mình thú vị với NFT là bởi vì những cái mà mình có thể tạo được và những cái mình có thể làm được, chứ không phải là những thứ mà mình có thể mua và đầu tư. Thực ra anh Charlie nói một cái điểm mà em nghĩ là tối quan trọng của cái công việc mà đầu tư trong cái ngành blockchain với crypto này á, không biết anh Cang có đồng ý hay không, là thực sự là công nghệ blockchain với lại crypto á, và thậm chí là cả NFT á, là nó rất là phức tạp nha mọi người. Đứng về góc độ là một cái công nghệ và là một cái sản phẩm đầu tư, nó có những cái sự phức tạp riêng của nó. Và sản phẩm này, em hay nói đùa với mọi người là các bạn phải học rất là kỹ, phải học bài rất là kỹ thì chúng ta mới hiểu là cái sản phẩm này nó là như thế nào, thì chúng ta mới tránh gọi là đầu tư nó tràn lan và nó không hiệu quả. Bởi vì cái công nghệ này nó hơi khó một chút xíu so với lại những cái nhà đầu tư thông thường chưa biết về cái công nghệ này. Nên đồng ý với anh Charlie là phải bản thân những nhà đầu tư dù lão luyện cách mấy, dù ở industry nào, thì khi bước vào thế giới này đều gần như là phải học lại từ đầu. Học về cái cách giao thức, giao dịch, rồi thậm chí những cái tính chất để mà có thể đánh giá được một cái sản phẩm tốt, ví dụ như vậy. Anh Ken với lại anh Charlie đánh giá như thế nào về cái cơ hội của cái nãy giờ anh Ken đã nhắc cái từ này vài lần, đó là cái thể loại mà game NFT play to earn, thì bản thân hai anh đánh giá như thế nào về cái trends này? Anh Ken. Yeah, for sure, and allow me to answer this question in English, which is a little bit easier. So the way to look at investing in NFTs, two simple ways among many. One is that it's just a piece of art, but authenticated. And the other one are NFTs that has underlying community value. So gaming is one example that has a true community underneath it. The larger the community, more likely the various NFTs underlying it are more effective or has more fundamental value. So of course, when it comes to gaming, that's what Charlie referred to. That aspect of NFTs has actually underlying value compared to art, which by all means, if you like what you see, buy it, but buy it not necessarily assuming that's going to go up or go down in value. Buy it like you buy a piece of art on the street, except it's authenticated. If you do understanding a different community and can assess it, I think it can be a very compelling investment opportunity. And I think that's the potential of the next generation of NFTs. Ôi, câu trả lời hay quá, em phải cố gắng em tóm nó lại bằng tiếng Việt mới được. Các anh chị độc giả là anh Ken, anh có chia sẻ, nói chung là Chris sẽ cố gắng tóm nó lại thôi, tại vì anh nói rất là nhiều ý, rất là hay. Thì ý của anh Ken á, là chúng ta khi mà đánh giá về cái NFT này á, thì đối với anh Ken thực ra nó có hai cái mô hình là để dễ hiểu nhất thôi. Đó là thứ nhất là các NFT, đứng đằng sau nó là một cái tác phẩm nghệ thuật
rất là rõ ràng, một cái nguyên bản đại diện cho nó như là cái ví dụ của anh Charlie đã có chia sẻ. Và cái thứ hai nữa là một loại hình thức NFT, cụ thể là trong cái ngành game á, là nó có rất là nhiều những cái tài sản và những cái movement hoặc là những cái sự chuyển động và activities nằm ở dưới cái NFT đó, và game là một cái đại diện tiêu biểu nhất cho cái trường phái NFT đó. Thì cũng vừa cái ý, vừa tròn cái ý mà anh Charlie có nói là chính vì cái công nghệ NFT á, thì cũng cùng một cái sản phẩm như vậy, nhưng tự nhiên nó có thể, họ có thể gom được rất là nhiều các cái community, càng lúc càng đông người sử dụng và đông người chơi lên như vậy. Thì mọi người cứ hình dung là đông người chơi như vậy, nhiều người chơi như vậy, thì cái giá trị của cái NFT đó càng lúc nó càng to lên. Thì đối với anh Ken thì anh Ken nhìn thấy được hai cái xu hướng đó. Còn không biết là anh Charlie, anh thấy như thế nào anh? Thì anh hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm đó. Là nếu mà hiện giờ mà nếu mà các bạn đầu tư vào NFT đó thì chắc chắn là cái nếu mà nói là đầu tư an toàn á, thì chúng ta nên đầu tư vào cái NFT game á. Thì những cái NFT nào mà các bạn lên gì CoinMarketCap hoặc là CoinGecko á, mà thấy cái giao dịch nó một ngày mà cái số lượng giao dịch NFT mà họ mua bán nhau mà nó lên tới cả mấy chục triệu á, thì chắc chắn là những cái NFT đó là thứ nhất là không có scam, thứ hai là nó có giá trị thật sự, tại vì cái sức mạnh của cộng đồng ở đằng sau cái NFT đó. Rồi Chris và Anjali, mình đưa một cái ví dụ mà cả hai nó có thể combine, đó là khi một người musician, một người ca sĩ mà có một cái cộng đồng fan rất là lớn và họ đưa ra một cái album mới, nhưng mà họ chỉ print khoảng chừng 10.000 cái NFT cho cái album này thôi, thì đó là một cái art, một cái cover của một cái album, nhưng vì cái cộng đồng của người theo quá nhiều cho nên là, và nếu mà họa sĩ này càng ngày càng nổi tiếng thì cái giá trị của cái NFT ở trong 1.000 cái này nó lại càng lên giá. Đấy là một cái mà nó có thể đưa hai cái phía, một bên là nghệ thuật, một bên là cộng đồng community, xã hội đi chung lại với nhau. Ở Việt Nam mình đã có NFT về âm nhạc rồi, tức là Andre với lại gì đã ra một cái bài rap vừa rồi, là âm gì nhạc âm 2.0 đấy. Đó là cái bài nhạc mà NFT đầu tiên ở Việt Nam. Thì ở bên Mỹ họ đã có tức là họ đã đi trước rồi, họ có phim rồi, nhưng ở Việt Nam thì đã có nhạc mà chưa có. Về tranh ảnh thì đã có rất là nhiều trên cổng trời, như là mọi người có thể lên đó để tham khảo. Thì sắp tới là mình hy vọng em nghĩ là cái ví dụ của anh Charlie, em nghĩ là nó sẽ work á. Ví dụ như về câu chuyện về phim ảnh ấy, anh Ken, Hollywood mà có cái này là em đảm bảo là em chơi liền luôn á. Là trong phim mà chúng ta hay nói là hay có những cái vai cameo á anh Charlie, thì các bạn có thể tưởng tượng ví dụ như là em là big fan của Trấn Thành hay là cái gì đó đi, và có một cái vai cameo là vô đó là vô làm bạn nhậu của Trấn Thành, mình xuất hiện ở trên một cái bộ phim ví dụ như được 15 giây ấy, thì anh Ken có thể tưởng tượng là chúng ta hoàn toàn có thể đấu giá và gọi là cái độ hot của cái NFT của cái vai diễn cameo đó, nó có thể còn không biết, em nghĩ có khả năng là gọi vốn thành công cái NFT đó, có khi bằng luôn cả kinh phí của một cái tập phim chẳng hạn. Đấy thì nó rất là possible ở những cái chỗ đấy. Thì không biết là bên Republic hiện giờ thì hôm bữa hình như em đọc báo là có thấy là bên anh đang có mới vừa đầu tư một cái mảnh đất ảo Metaverse cả triệu đô anh hả? Là nó cụ thể là nó như thế nào anh, và nó có thể dùng để làm những cái gì hả anh Ken? Ví dụ giống như là Chris thấy nếu mà một cái billboard ha, tiếng Việt billboard là gì vậy Chris? Một cái bảng quảng cáo ngoài trời, em ví dụ bảng quảng cáo ngoài trời. Thì nếu mà trên một đường vào thành phố Sài Gòn rất nhiều đông người, cho nên cái bảng quảng cáo này sẽ có một cái giá trị rất lớn. Vậy thì các bạn nghĩ là trong một cái game, một cái cộng đồng game, a community, thì cũng có hàng trăm nghìn người tới thăm, thì một cái pixel để mà là đưa một cái tên gì đấy lên đấy thì cũng nhiều người nhìn vào, cho nên nó có một cái giá trị tiền bạc xã hội tương tự giống như là một cái bảng quảng cáo thật sự trên đường phố. Thì đầu tư vào virtual real estate có nghĩa là địa ốc ảo thì có nghĩa là mình mua những cái pixel này vì mình tin rằng
khi mà phát triển thì sẽ nó có demand để mà có thể bán đi bán lại, vì cái lượng người xem nó sẽ tăng lên. Cái đấy nó tạo ra hotel ở trong Metaverse, đến tới fashion show Nike, Louis Vuitton vẫn có thể operate trong Metaverse như vậy. Thực ra mình có một người bạn làm ở trung tâm Nike chính. Mình tin chắc rằng trong vòng 6 tháng tới, các bạn sẽ thấy Nike sẽ implement NFT để mà đi chung với lại là giày bán ra. Ra chỗ này để em ngứa ngáy chuyên môn một chút xíu, để em share thêm một cái chút xíu nữa là em nghĩ là mọi người sẽ hiểu cái ví dụ của anh Ken rõ hơn. Để mọi người có thể dễ hình dung gọi là tại sao là cái thế giới ảo hoặc là đất ảo mà có thể convert ra được những cái giá trị thật như vậy, thì để cho mọi người dễ hình dung á, là trong một cái tương lai gần, rất là gần của chúng ta thôi, khi mà chúng ta tìm kiếm những cái location ở trên Google Maps, em ví dụ như vậy đi, thì khi chúng ta search ở trên Google Maps, hoàn toàn nó có thể, những cái thế giới trên đó nó có thể được map với lại một cái virtual world, một cái thế giới ảo, có nhà, có đất, có xe cộ, và thậm chí giống như anh Ken nói, có cả những cái bảng quảng cáo ở trên đó. Thì khi mà mọi người tìm kiếm những cái thông tin ở trên những cái nền tảng ảo như vậy, thì mọi người sẽ thấy những cái thông tin ở xung quanh những cái địa điểm mà mọi người đang cần kiếm. Thì bản thân cái việc mà mọi người nhìn vào cái thông tin đó, đó là gần như là đã là một cái view cho cái miếng đất đó rồi. Thì mọi người cứ tưởng tượng là anh Ken ảnh xí một cái miếng đất ở ngay gần cái địa điểm mà rất là hot đi, ví dụ như vậy. Và cứ mỗi lần mọi người tìm kiếm cái địa điểm xung quanh đó, thì cái biển quảng cáo đó đập vào mắt của những cái người tìm kiếm thông tin ở xung quanh, ví dụ như vậy. Thì ở một hình thức nào đó thì Republic với lại anh Ken đang đầu tư vào những cái nó hơi trừu tượng ở phía tương lai, nhưng thực sự nếu mà những anh chị nào mà có theo dõi về công nghệ thì sẽ biết là cái thế giới ảo nó gần hơn chúng ta rất là nhiều, mà chúng ta chưa có biết. Rồi nếu mà các anh chị nào mà có con cháu trong nhà khoảng chừng tuổi teen thì sẽ thấy rằng các bạn này spend có lẽ là hơn 50% cái thời gian của mình trên các mạng ảo này. Vì vậy cho nên là cái tương lai để mà là một cái thế giới Metaverse thì mình nghĩ là cái đấy là thực tế hoàn toàn, chứ không phải chỉ là một cái giấc mơ về công nghệ. Câu hỏi tiếp theo chắc là em sẽ xin phép xí trả lời luôn, là có một câu hỏi là có thể áp dụng công nghệ NFT vào lĩnh vực bảo hiểm được hay không? Câu trả lời là có nha mọi người. Không phải chỉ là ngành bảo hiểm không, mà tất cả những ngành nghề nào giống như anh Charlie nói vậy đó, đòi hỏi cái tính chất gọi là bảo vệ sự bảo mật nè, bảo vệ sự rõ ràng về thông tin, và thậm chí đâu đó là cái phiên bản gọi là duy nhất mà không có thể làm giả được á, thì tất cả những cái ngành nào mà đòi hỏi những cái tính chất đó đều có thể áp dụng được cái tính chất NFT này đó. Rồi câu hỏi tiếp theo, xu hướng đầu tư cho ngành blockchain trong thời gian sắp tới, anh Charlie, anh đánh giá như thế nào? Bởi vì anh Charlie cũng là một người rất là máu me trong các câu chuyện đầu tư về các dự án về blockchain, và anh Charlie đọc các bài white paper kỹ thuật rất tốt nha các bạn. blockchain thật sự nó là một cái sáng chế mà có thể nói là vĩ đại nhất sau cái sáng chế Internet vào mấy chục năm trước đây. Tức là từ cái thời điểm mà chúng ta có Internet và sau này đó, thì chưa có một cái sáng chế gì mà có thể nói là vĩ đại hơn là Internet cho tới khi mà blockchain nó ra đời. Thì đó để cho mọi người hình dung là trong tương lai có là tức là con người không thể, cái nền văn minh của con người không thể đi lùi được, không chỉ có thể phát triển và tiến lên thôi. Cho nên là cái blockchain sẽ là một cái thứ mà nó sẽ được áp dụng vô tất cả ngành nghề luôn, bảo hiểm không phải là chỉ địa ốc bất động sản ảo mà là bất động sản thật luôn. Nó ví dụ như là một miếng đất, một cái nhà, chúng ta vẫn có thể NFT cái đó. Thì sau này khi mà ví dụ bán cái nhà đó thì chỉ cần lên mạng bấm một cái bụng cái NFT nó qua thôi, chúng ta không còn phải đi công chứng, ra ngân hàng muốn luật sư và rất là nhiều thứ rườm ra, chúng ta phải trả rất là nhiều cái phí để mà một cái giao dịch bán một cái căn nhà, thì căn nhà nó nằm hết trong cái NFT. Và thậm chí sau này mà chúng ta
trong hôn nhân đó, mà cưới nhau thôi chứ. Thì cũng là có thể là cái làm NFT luôn đó, để khỏi phải ra chứng công chứng chứng nhận gì hết, nó cũng chỉ là một cái NFT của một cái của hai người này, đúng không? Không thể là hai người mãi khác. Luôn anh hả, vậy là mãi mãi luôn đó. Đó là mãi mãi luôn đúng không? Không không chỉnh sửa được. Đó và thế, và nếu mà lỡ mà ví dụ như mà hai người có ly dị thì cái đồng đó nó sẽ đốt đi đúng không? Tức là chúng ta vẫn đốt NFT được. Đó. Nhưng mà mình nghĩ là cái NFT trong thời gian gần đây nó có giá trị good and service, tức là hàng hóa và dịch vụ. Ví dụ như là ai muốn hiểu thêm về NFT hoặc là công nghệ blockchain thì có thể mua NFT một tiếng đồng hồ của Chris D. Trần chẳng hạn. Ví dụ như Chris D. Trần bán ra 1,000 cái NFT, mỗi cái NFT nó là một tiếng đồng hồ one on one, ngồi tư vấn và giải thích cặn kẽ cho mỗi một cái NFT một tiếng đồng hồ vậy đó, thì là bao nhiêu là tùy Chris D. Trần quyết định đó. Yeah. Và có thể đưa nó lên cái OpenSea đó là ok, tức là ai mà có cái token này á, thì là tôi sẽ dành một tiếng đồng hồ với bạn, cũng như là Ken cũng vậy, như là tất cả mọi người đang muốn đầu tư vào cái bất động sản ảo của Ken đó. Đó, ví dụ như là có thể bạn đầu tư chút xíu nha, có thể 3 năm sau là một số tiền rất là lớn đó, nhưng mà chưa biết nó như thế nào, cái buổi nói chuyện hôm nay nó quá ngắn ngủi đi đúng không đó, thì có thể là Ken có thể là làm NFT cái 2 tiếng đồng hồ hoặc là 3 tiếng đồng hồ hay gì đó. Đó thì nó là một cái hình thức good and service, mình nghĩ là NFT nó muôn vàng dạng trạng, rất là thú vị và mình có thể sáng tạo trong đây đó, nhưng mình phải cẩn thận thôi, đừng để bị scam, tại vì nó quá dễ. Ví dụ như ai muốn học biên kịch hoặc là muốn biết làm phim nó như thế nào, hoặc là muốn hỏi về những cái gì chuyên sâu về đạo diễn là sản xuất một bộ phim như thế nào đi, ví dụ như là ok vậy thì Charlie sẽ in ra một số NFT đúng không? Một thì bạn mua cái NFT đó thì bạn sẽ có cái đổi lại cái service đó. Thì mình nghĩ là nó chúng ta có thể sáng tạo, tức là ai cũng có thể làm được, đây không phải là chỉ có 3 người này mới có thể sử dụng NFT đâu. Mình đang nói là tất cả mọi người đang nghe đó, mấy bạn có thể bây giờ có thể sáng tạo, có thể suy nghĩ bằng một cách nào đó cách để tạo ra cái NFT cho mình đó. Nó hay là ở cái điều đó, chứ không phải là chỉ có những người chuyên môn người ta mới biết, tại vì bản thân mình nó cũng mới biết NFT gần đây thôi, rất thời gian ngắn thôi chứ không có nhiều. Biết về crypto cryptocurrency thì lâu hơn, nhưng mà về NFT thì nó cũng là một cái thứ mới tìm hiểu. Anh Charlie, Ken có disagree, có không đồng ý với một điều của anh Charlie nói thôi. Giấy khai sinh có nghĩa là birth certificate thì người nào cũng muốn là để mà bảo chứng nó lâu dài, chứ nói về hôn nhân thì có lẽ là rất nhiều người thấy là để dễ thay đổi, càng nhiều thì càng tốt. Yeah, good point. Rồi ok, chắc tiếp đến cái chia sẻ nhanh của anh Charlie á, chúng ta anh em mình cũng hơi lố giờ chút xíu bởi vì cái flow đang đi cũng tốt. Chắc nhờ anh Ken tiếp những cái ý của anh Charlie á, thì theo anh nhận định á, từ cái kinh nghiệm của anh từ Mỹ và cái quan sát của anh cho thị trường Việt Nam á, thì anh có nhận định gì về cái xu hướng đầu tư cho NFT cũng như là công nghệ blockchain cho Việt Nam? Anh có identify ra cái trends hay là như thế nào hay không ạ? Mình không phải là expert của cái của Việt Nam ecosystem, nhưng mà mình tin chắc rằng cái kỹ nghệ blockchain là để mà nó đi lên trên cái ranh giới của nước này nước kia, và nước Việt Nam mình là như đứng thứ hai thứ ba trên thế giới về cái sự mà là con người, tức là nhân dân nói chung sử dụng cryptocurrency, thì mình thấy là cái potential for blockchain in Vietnam and in for startup in general is exceedingly high, from innovation to consumption on both sides, so very very optimistic. Cảm ơn anh Ken. Em có một câu hỏi này thì nó hơi về cái câu chuyện về xây dựng đội ngũ cho các cái dự án, đặc biệt là những dự án NFT tốt. Thì có một bạn độc giả chia sẻ là bản thân bạn xuất phát từ cái background là về IT. Hiện giờ bạn đã build, gọi là về mặt ý tưởng cho dự án của bạn đã được 80% rồi. Nhưng cũng giống như những cái startup khác, bạn có gặp một số cái sự khó khăn về tìm kiếm các nhà cố vấn cho bạn, cũng như là những cái nguồn lực để hỗ trợ cho bạn về góc độ về funding, rồi về
partnership, tất cả các thứ, thì bạn không biết là anh em mình có thể có những cái gợi ý gì cho bạn hay không, và có thể giới thiệu cho các bạn là ai làm cố vấn cho các bạn được hay không. Thì chắc là em để anh Ken với anh Charlie chia sẻ nhanh rồi em cũng sẽ cố gắng em chốt cái ý này, bởi vì em cũng có một chút xíu cái trải nghiệm ở cái đoạn này. Mình có quen một người bạn là chuyên gia ở Việt Nam, anh Lợi Lưu của Kyber Network, thì mình biết rằng anh Lợi và anh Henry Trần đang lập ra một cái hub giống như một cái accelerator based ở, như ở Hà Nội hay ở Sài Gòn, thì có lẽ là các bạn tìm hiểu về cái phía đấy, vì đây sẽ là một cái team rất là gọi là rất là mạnh mẽ về cái experience cũng giống như là cái connection để mà giúp các bạn có những lập ra những cái project mới. Anh Charlie, anh có từ góc độ Farm Central anh có chia sẻ gì về cái này hay không? Anh nói với bạn đó là chỉ cần tìm Chris đi Trần hay là xong rồi ra hết. Rồi ok, chắc là để em chia sẻ một chút xíu cái chỗ này với anh Ken và anh Charlie là thực sự cũng từ cái kinh nghiệm cá nhân và cái trải nghiệm của Chris với là anh Charlie trong cái dự án Farm Central gần đây á, thì cũng như các dự án công nghệ khác thì dự án blockchain nó cũng không khác gì cái chuyện đó. Từ cái câu chuyện từ ý tưởng tới những cái viên gạch đầu tiên và những cái tính năng đầu tiên của một cái application đó, là một cái quãng đường nó rất là xa và nó rất là dễ nản đối với lại những cái startup mà non trẻ. Chia sẻ với anh Ken luôn là dự án của Chris với lại anh Charlie đang được build trong vòng khoảng 3 tháng gần lại đây và đã đập đi xây lại về mặt mô hình là ít nhất là phải là 5 lần rồi. Và tuy là cái dàn gần như là cái dàn core của ở trên của dự án là đó, anh Ken thấy đó, có Chris này, có cả anh Charlie là một cây đa cây đề ở trong ngành entertainment, mà phải xóa đi đập lại phải 5 lần như vậy, thì cũng chia sẻ với lại cái bạn độc giả là cái chuyện mà phá đi xây lại là chuyện nó sẽ xảy ra. Chỉ mong là bạn luôn kiên trì trong cái câu chuyện này. Và thêm nữa đó, với cái câu hỏi của bạn thì sắp tới Chris và một vài người bạn trong ngành cũng như là các anh kê đa kê đề trong ngành startup sẽ có thành lập một cái liên minh, giới thiệu với anh Ken luôn và cũng sẽ có lời mời với anh Ken cho cái liên minh này, là sẽ là Blockchain Alliance for Sustainability. Đó là liên minh blockchain cho một sự phát triển gọi là bền vững. Thì tất cả những cái ứng dụng và những cái câu chuyện nào của thế giới blockchain, của thế giới crypto mà có thể tạo ra thêm được các giá trị cho doanh nghiệp này, có thể tạo thêm giá trị nói chung cho cái nền kinh tế, thì cái liên minh này của Chris và các anh đang xây những cái viên gạch đầu tiên á, chỉ mong muốn là có thể hỗ trợ được cho các startup trẻ ở Việt Nam có thể tìm kiếm được những nguồn funding tốt này, có thể tiếp cận được với lại cái network trên toàn cầu này. Và cái viên gạch đầu tiên là chắc chắn là sẽ phải có anh Ken ở đó rồi, của Republic. Và sẵn sàng các anh rất là có nhiều kinh nghiệm ở trong lĩnh vực này sẽ đứng ra và cố vấn và cùng với các bạn để incubate các cái dự án của các bạn. Bởi vì anh Ken thấy rồi đó, gần đây thì có rất là nhiều các cái dự án rất là hoành tráng, là toàn đến từ Việt Nam, ví dụ như Axis Infinity là vốn hóa lên gần cả tỷ đô rồi. Rồi My Depat, DeFi gần đây cũng tạo được tiếng vang rất là lớn. Rồi Kyber Network của bạn Lợi Lưu thì không phải nói nữa rồi. Đấy, chúng ta đang có những cái dự án nó ở tầm rất là global. Đấy, và ở Việt Nam ví dụ như có thêm CardiaGen này, và hy vọng sắp tới Farm Central cũng sẽ bắt đầu bỏ cái gọi là công nghệ blockchain và cái ngành entertainment của Việt Nam lên trên bản đồ của khu vực. Thì Chris cũng chỉ rất là hy vọng là ở Mỹ ít nhất là bắt đầu với anh Ken, vào Republic có thể chia sẻ rất là nhiều các insight, và nếu mà những cái dự án này có những cái yếu tố phù hợp thì hy vọng là anh Ken cũng sẽ rất là hỗ trợ cho thị trường Việt Nam, một thị trường đang emerging, có những cái tiếp xúc với cái nguồn vốn tốt hơn, tiếp xúc với lại các cái advisor đến từ thế giới, mà em nghĩ có như vậy thì anh em chúng ta mới thoải mái nói chuyện bằng tiếng Anh với lại các dự án local được. That's amazing and so inspiring and would be an honor to Chris and Charlie. Yeah. Rồi. Chắc câu hỏi để coi câu số 10, câu này câu cuối cùng ha, trước khi anh em mình chốt, bởi vì anh em mình cũng đã lố hết 15 phút của các độc giả trong ngày hôm nay rồi. Một độc giả có câu hỏi rất là thú vị là thường thì bất động sản là có giá trị thực ở đời thật, nhưng mà
Trong cái thế giới ảo như là của Metaverse ấy, thì giống như là how to làm như thế nào để định giá được cái mảnh đất đó hả anh Ken? Em nghĩ đó là một câu hỏi tò mò rất là hay. Đúng rồi, và vậy cho mình trả lời một cái cách giống như là hơi triết lý một chút nha. Là nếu mà các bạn tưởng tượng rằng mọi người bây giờ đang nằm mơ chứ không phải là thật sự, vì ngày xưa như có một lão tử từng nói rằng tại sao bạn biết là bạn không phải là con bướm đang nằm mơ thành con người, mà là con người đang nằm mơ thành con bướm. Thì tưởng tượng giống như là bây giờ tất cả mọi người đang mình là đang trong một cái giấc mơ, thì tất cả mọi cái thứ mà mình thấy nó có thể rất là fake. In very much the same way, cái giá trị mà là nếu mà đủ người vào chung trong một cái mạng thì thật hay là không thật, cái bức chia giữa reality với không reality nó bắt đầu blur. Thì giống như trong một cái game, khi mà có 100.000 người, 1 triệu người chơi một cái game trong một cái khu riêng, thì cái giá trị mà trao đổi tự nhiên nó sẽ đưa ra. Và khi mà có một cuộc sống bên ngoài nữa, thì cái này là để mà mình trao đổi từ tiền trong thế giới ảo đưa lại tiền trong cái thế giới thật. Thì nó cũng tương tự như vậy. Không hiểu là anh Charlie với lại là Chris có thể đưa một cái ví dụ mà chính xác hơn không ạ? Anh có một cái ví dụ. Ví dụ mà trong điện ảnh thôi, có thể nó dễ cho mọi người hiểu hơn. Tại sao mà khi mà chúng ta đi khi xem phim á, và chúng ta thấy như là hai nhân vật chia tay với nhau và chúng ta khóc. Đó là diễn viên, và cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện giả tưởng, đâu có thật. Nhưng mà tại sao chúng ta lại khóc và chúng ta lại xúc động? Thì nó phải có thật với mình thì mình mới có thể xúc động khóc được chứ, đúng không? Mình mới có cảm xúc được chứ. Nhưng mà mình nói ô cái này là giả thì mình đâu có thể là có cảm xúc được đó. Thì không biết là cái ví dụ đó có thể là làm cho cái bài triết lý của Ken nó rõ hơn không? Hay quá, nói chung em thấy hai anh đang nói cái đó là một cái phạm trù nó rất là độc đáo của crypto nói chung và của NFT nói riêng. Em hay có một vài người bạn nói đùa là ví dụ như là đặc biệt là cách đây chắc khoảng 6-7 năm về trước mà gặp ba anh em mình mà nói chuyện về Bitcoin thì thế giới người ta sẽ nói là ba thằng điên bởi vì ba thằng này nó nói cái gì chả hiểu gì cả. Nhưng mà bây giờ 7 năm sau ba anh em mình cũng ngồi nói chuyện đó, ba anh này thấy có vẻ rất là genius, là có thể nhìn thấu được cả tương lai tất cả các thứ. Thì rất là đồng ý với anh Ken là thực sự là với cái sự phát triển của công nghệ thì cái lằn ranh giữa cái thật và giả và những cái nó trù mang tính chất trừu tượng mà mọi người chưa có thể mường tượng được hết á, càng lúc cái ranh giới đó nó càng nhòa đi rất là nhiều. Và em nghĩ là với cái sứ mệnh của những cái người mà hiểu rõ về công nghệ và cũng hiểu rõ về những cái góc độ về business như là ba anh em chúng ta đang nói, hy vọng là cả ba anh em sẽ có nhiều cơ hội để tạo ra nhiều những cái ví dụ cụ thể ở một số cái lĩnh vực cụ thể để mọi người nghĩ là ba anh em mình bớt điên đi đó, nhìn vô là ít nhất là hiểu ông Ken ông đang làm gì đó, hiểu anh Charlie anh đang làm gì đó và hiểu Chris đang làm cái gì đó. Thì em nghĩ là với cái mission như vậy thì sẽ nhiều người hiểu những cái mà anh em mình nói hơn, và tương tự là cả industry nó sẽ gọi là nó sẽ tăng trưởng và nó sẽ trở nên nó an toàn hơn cho tất cả mọi người rất là nhiều. Rồi, em nghĩ là chắc là với cái ý vừa rồi thì thay mặt ban tổ chức của chương trình Tiền Tỷ Tê được xây dựng bởi trang đầu tư cùng Republic, thì em cũng rất là cảm ơn trước hết là anh Ken là founder và CEO của Republic, và người gọi là đồng đội của em là anh Charlie Nguyễn đã dành nhiều thời gian trong đêm thứ bảy để chia sẻ với rất là nhiều các độc giả. Và thực sự là em cũng cảm thấy có lỗi là bởi vì chúng ta cũng còn rất là nhiều các câu hỏi chưa trả lời. Thì hy vọng là các bạn theo dõi cái livestream ngày hôm nay đã có một cái
quãng thời gian thật là bổ ích để mà hiểu thêm về công nghệ NFT. Và đây chỉ là mới tập đầu của toàn cái series này. Chris thay mặt ban tiểu chức, hy vọng là các bạn cũng sẽ tiếp tục tham dự cho những cái số sau. Và một lần nữa thì chúc các bạn có một cái đêm thứ bảy ngon giấc. Và đối với anh Ken thì cũng có một ngày thứ bảy thật là đẹp ở bên Mỹ, bởi vì ngày thứ bảy của anh Ken thì mới bắt đầu thôi. Cảm ơn anh Ken và cảm ơn Charlie. Cảm ơn Chris, cảm ơn Charlie rất nhiều. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả mọi người. Dạ, em chào. Dạ, em chào tất cả mọi người.